Và lúc này ở trong trường quay của Cà Phê Sáng buổi sáng thứ 7, chúng tôi cũng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, bởi vì chúng tôi có những vị khách mời rất là đặc biệt, đó chính là những em nhỏ. Ba em nhỏ tới với chúng ta từ Điện Biên. Vâng, chúng ta có thể nhìn thấy ba em đang có những phần đồ chơi để chơi, và một lát nữa thôi chúng ta sẽ cùng phỏng vấn các em. Và ngoài ra đó là những nhân vật đặc biệt khác nữa, đó là cô giáo của các em, cô Tòng Thị Tún cũng tới từ Điện Biên, và một người sẽ giúp chúng ta giải thích về khái niệm nuôi em, đó chính là anh Hoàng Hoa Trung. Anh Trung ơi, ở đầu chương trình thì tôi đã giới thiệu với mọi người về khái niệm xây trường và nuôi em. Xây trường thì ai cũng biết rồi, thế nuôi em thì là dự án như thế nào? Nuôi em là một dự án mà cũng dựa trên những cái yếu tố là các em nhỏ cần gì ở trên vùng cao. Khi mà thật ra bên nuôi em đã đi xây dựng hàng trăm điểm trường. Tuy nhiên thì những cái điểm trường đầu tiên xây thì các bé vẫn thấy rằng là buổi chiều vẫn lác đác rằng là bỏ học, khi mà không thấy các bé đi quay trở lại đến trường. Thì nhóm cũng thấy rằng là hóa ra khi mà ở lại cùng một tuần của các em thì phát hiện ra rằng là các em còn đang, bố mẹ các em còn đi nương, và các em còn đang phải tự buổi trưa, phải tự nấu cơm hay là tự đi kiếm những cái đồ ăn ở trong rừng. Cho nên là các bé không quay lại buổi chiều, cho nên là nuôi em phát sinh ra để giúp cho những cái em nhỏ này sẽ được thầy cô giáo nấu cơm tại trường luôn. Mỗi một bữa ăn sẽ là 8.500, bao gồm những cái thức ăn như là thịt, như là đậu, như là rau. Thì dần dần thì lan tỏa, mỗi một em nhỏ này sẽ có một người nhận nuôi, và dần dần nó cứ như vậy thì bây giờ cũng đã hơn 60.000 người được nhận nuôi, 60.000 em nhỏ. Vâng, 60.000 tức là 6 vạn đấy chị ạ. Vâng, tức là trong một khoảng thời gian từ lúc mà 2014 đến giờ. Vâng, từ 2014. Gần 10 năm rồi, 9 năm. Vâng, tức là trong một khoảng thời gian và chúng ta cũng đã nhân rộng cái mô hình này, và kèm theo đó là cũng có rất là nhiều người đã tham gia. Vậy thì các điểm trường mà anh cũng đã xây dựng thì cái từng năm một anh đã trải qua những cái sự khó khăn, hay là những cái cách như thế nào để có thể xây dựng nhiều hơn các ngôi trường cũng như là lan tỏa cái dự án này đến nhiều người hơn? Thực ra thì những thời điểm đầu rất là khó khăn, khi mà bên mình thì là một nhóm tự phát và toàn là những em sinh viên chỉ có sức trẻ thôi, không có nhiều kinh nghiệm, không có nhiều mối quan hệ. Nhưng mà dần dần thì mình cứ tự gây quỹ không đồng, từ những cái việc là mình bán những cái đồ gốm cũ bỏ đi, hay là bán những cái đất phù sa sông Hồng, mọi người cũng dần dần biết đến. Rồi thành công nhất là khi mà 2018 là nuôi được từ 88 em nhỏ lên đến 4.500 em, thì cái con số cộng đồng nó có, và lúc này thì cái số trường nó cũng tăng lên theo dần những cái năm tháng. 2018 là được 15 trường, nhưng mà đến 2019 đã là 77 công trình. Rồi dần dần đi lên thì năm ngoái đã là 100, rất là vui mừng là 134 công trình được xây dựng trên toàn quốc, dựa trên chính những cái niềm cảm hứng là rất đông người nuôi cơm và rất nhiều cộng đồng cũng đang dõi theo. Vâng, như vậy là các em nhỏ cũng sẽ rất là vui, và khi mà có được những cái sự quan tâm, có được sự đồng hành cùng với chúng ta thì chắc hẳn là các em sẽ còn vui hơn nhiều nữa. Tôi thấy ở đằng phía trước thì các em đang rất là mải mê. Ban nãy thì ở trong hội trường thì có nghe cô giáo chia sẻ rằng là đây là lần đầu tiên mà các em xuống với Hà Nội, xuống với thủ đô, rồi cũng là lần đầu tiên mà các em được xem những thước phim này từ TV nữa, rất là dễ thương. Rồi, đầu tiên thì tôi nghĩ rằng là trẻ con lúc nào cũng thích đồ chơi, thích đồ quà. Nào, bây giờ ba bạn nhá, ba bạn nào. Chú ở đây có ba, chú có bông. Thì bây giờ có lẽ là mình là bạn nam, mình nhường cha mẹ đứa chọn trước nhá, được không? Rồi, con chọn đi, con thích con thú bông nào nhất nào? Trong ba con này chú sẽ tặng con. Con tên là gì nhỉ? Con tên là gì? Con tên là gì nào? Dạ, tên gì? Con tên là gì? Máy mạnh dạn lên từ nữa, chú thấy con là chơi ở đây này, con xem tivi này, rồi con để ý cô chú nói chuyện rất nhiều mà. Dạ Thị Nhi. Giàng Thị Nhi, đúng không? Rồi, thế thì bây giờ Nhi thích con này đúng không? Thì chú tặng Nhi nhá. Nào, chú tặng con. Con cảm ơn chú. Cùng với đó là một chiếc thiếp của Cà Phê Sáng VTV3. Dạ. Nào, rồi. Nào, bây giờ chú tặng con to hơn này cho con nhá. Rồi. Rồi, nào chú gửi này. Nào, rồi. Và chú Kiều này, rồi. Rồi. Quá là dễ thương luôn, rồi. Đây sẽ là những cái món quà mà các con cực kỳ đặc biệt với các con nào. Chúng mình cười tươi, thật tươi một cái nào. Ba bạn nhỏ này chính là ba bạn trong số 60.000 bạn đúng không nào? Và quý vị có thấy không? 150.000 một tháng thì nếu mà tính ra ở thành phố thì chắc quy ra chỉ bằng 3 bữa ăn sáng thôi. Thế nhưng mà lại mang lại niềm vui cả một tháng cho các em. Cô Tú ơi, tôi thấy là cô đang rất là xúc động. Và cho tôi hỏi một chút là từ khi mà có cái dự án nuôi em ấy, thì cái câu chuyện đi học các em nó đã thay đổi như thế nào? Thưa quý vị, từ khi các em mà có chương trình nuôi em thì các em đi học đầy đủ hơn và được ăn ngon hơn ạ. Và các em rất là thích. Vâng. Tức là mỗi một suất ăn thì các thầy cô cùng với những người trong ekip và những người trong dự án thì cũng chuẩn bị cho các em mỗi một ngày, đúng không ạ? Vâng. Chúng ta được biết là ở vùng cao thì nhiều em thì đi học rất là khó khăn, tình trạng đi học cài răng lược cũng có, thậm chí bỏ học, và các em còn phải ăn cơm với mèn mén, đúng không ạ? Mọi người có thể, nhiều người thành phố biết mèn mén là gì, nhưng mà thực ra là cơm đựng với ngô và nó khá là khó ăn, vì nó rất là khô. Có những em thì như anh Trung có chia sẻ rằng là nửa buổi học thì phải về để vào rừng đào măng, và có thể là sẽ không quay trở lại với lớp học buổi chiều hôm đó nữa, nên là cũng sẽ bị gián đoạn những cái buổi học. Vâng, trong cái phần phỏng vấn độc quyền dành cho Cà Phê Sáng thì Đen Vô có chia sẻ rằng là hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là những điều rất là giản đơn mà chúng ta có thể làm, rất là nhỏ bé thôi, từ một chiếc cặp tóc, một bữa ăn cho các em. Vậy thì với chúng tôi hay với khán giả của Cà Phê Sáng, với VTV3, những người mà muốn tham gia, muốn chung tay cho dự án nuôi em thì chúng tôi có thể tham gia bằng cách nào? Liên hệ với ai? Thực ra thì nuôi em nó không chỉ là nuôi em, nó là một hệ sinh thái và nó có rất nhiều các cái dự án khác nữa. Ví dụ như là tặng laptop đỡ đầu, laptop cũ dành cho những cái bạn sinh viên dân tộc tại Hà Nội hoặc là Sài Gòn, hay là có những dự án như là tặng những cái phòng tin học cho em. Có những công ty họ có thể không dùng nữa những cái máy tính bàn cũ, họ có thể tặng lại cho nuôi em để có thể đưa lên vùng cao để làm những cái phòng tin học. Rồi rất nhiều chương trình. Tại vì khi mà anh hỏi rằng là muốn tham gia nuôi em như thế nào thì thực sự là phải có rất nhiều chương trình, kể cả xây trường, nuôi cơm, hay là có cả những cái đồ chơi cũ, hay là kể cả những cái áo ấm các thứ nữa. Vâng, thì chúng ta sẽ có rất nhiều hình thức để tham gia. Tuy nhiên là để tham gia được thì mình có một cái fanpage hay là mình có một địa chỉ liên hệ nào để tất cả quý vị khán giả tìm hiểu thông tin và lựa chọn những cái chương trình phù hợp với mình không? Tại vì fanpage của nuôi em là chỉ cần 2 chữ nuôi em thôi, và được viết hoa, và hiện tại là cũng đã có hơn 200.000 người theo dõi, và đấy cũng chính là fanpage chính thức. Khi mà mọi người muốn nhận mã thì có thể inbox vào fanpage với cú pháp là nhận mã nuôi em, thì chatbot nó sẽ hướng dẫn chúng ta để có thể nhận mã ở các tỉnh. Vâng, như vậy là cũng sẽ có rất là nhiều hình thức để mọi người có thể lựa chọn những cái phù hợp nhất với mình để có thể đồng hành cùng với các em miền núi xa xôi. Và rất là vui và cảm thấy rất là vinh dự khi mà chúng tôi ngày hôm nay được đón anh Hoàng Hoa Trung và cô Thẩm Thị Tốn ở trường của Cà Phê Sáng. Vâng, rất là dễ thương. Những cái sự dễ thương này chắc chắn là sẽ còn ở lại với Cà Phê Sáng và sẽ là một cái kỷ niệm rất là khó quên. Và chúc cho anh Trung và dự án của mình sẽ còn có thể nhân rộng hơn nữa và mang nhiều cái sự hạnh phúc hơn nữa đến cho em nhỏ dễ thương. Và chúc cô Thẩm Thị Tốn sẽ có thật là nhiều sức khỏe để có thể tiếp tục đồng hành cùng với các em. Cà Phê Sáng có một chiếc thiếp tặng cô và chúc cô sẽ luôn luôn cảm thấy hạnh phúc với cái sự nghiệp chồng người của mình. Và quý vị biết không, khi mới tới đây, khi mà chương trình chưa bắt đầu phỏng vấn thì cô Tún với anh Trung có chia sẻ tại điểm trường nơi cô Tún đang công tác thì thậm chí là còn chưa có điện nữa, mọi người phải dùng điện bằng ắc quy. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng là với sự chung tay của tất cả chúng ta trong xã hội thì điểm trường đó cũng như những điểm trường khác nói chung sẽ sớm có điện để phục vụ cho công tác dạy và học, cũng như là sinh hoạt hàng ngày của các em và các cô thầy cô giáo. Và quý vị thân mến, khó khăn là một cái câu chuyện mà ở nhiều đất nước, nhiều quốc gia gặp phải chứ không chỉ riêng gì ở Việt Nam, và chính những sự lan tỏa, chia sẻ của tất cả quý vị sẽ giúp chúng ta giải quyết việc đó